gọi là một kịch thi hài mà là nhóm nhạc. Thì thôi thì các bạn nghĩ thế này, cũng là trong giới với nhau cả, dù âm nhạc hay là dù kịch hay là điện ảnh gì cũng là cái vinh dự cho cái nhóm nhạc. Nào xíu nữa các bạn sẽ xướng tên lên đây, chúc cho các em đây là cái gọi là động lực để các em năm sau và nhiều năm sau nữa các em bay cao bay xa hơn trong cái nghề của mình. Dạ, bây giờ mình xuống tờ cho em. Dạ, dạ vâng. Em có muốn nói gì không? Hai năm thì được cầm cúp may mặc trong tay, nhưng mà em được trao cho người khác. Hy vọng là năm sau sẽ có cơ hội đứng trên đây và sẽ được nhận cái kịch cho mình. Cũng khá lâu rồi em cảm thấy hơi bị vui với cái thứ này cho nên rất là buồn. Rồi em sẽ có gì? Em về. Nhóm nhạc, cô các phụ sẽ xướng tên lên đây cho các con. Chắc không? Mình nghĩ là mình xin cô được rồi. B 336. Đây, 336 với ca khúc Chỉ Một Lần Sống. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, tài năng, phong cách và những ca khúc của nhóm Thầy 336 đã được khán giả ghi nhận và trao một giải thưởng tại giải Mai Vàng năm nay, là một động lực rất lớn cho nhóm nhạc này. Chúc tất cả các bạn sẽ cố gắng và cống hiến thật nhiều hơn nữa cho nền âm nhạc Việt Nam. Vâng, và xin được mời đại diện của nhóm nhạc chúng ta sẽ phát biểu lời nghỉ lời giải. Xin chào tất cả quý vị khán giả của em và nhóm. Bây giờ em sẽ xin phép thay mặt cả nhóm để nêu lên cảm nghĩ của mình. Thực sự là bây giờ bọn em cũng vẫn chưa hết run và chưa hết xúc động. Bởi vì bọn em còn khá là trẻ tuổi và không ngờ là trong 3 năm mà mình đã có thể có vinh dự mà được 2 phút mai vàng danh giá như thế này. Và khi cầm cúp này thì thực sự là em đang cảm thấy rất là run và rất khá là cảm xúc. Trước hết thì em xin phép cảm ơn báo Người Lao Động cũng như là ban tổ chức của giải Mai Vàng. Và xin cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh, rồi quý vị khán giả đã xem chương trình. Và đặc biệt nhất là cảm ơn đến gia đình, đại gia đình, fan của VA36 trên khắp cả nước. Và xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Một lần nữa xin chúc mừng VA36 giải thưởng Mai Vàng nhóm nhạc nữ thanh nhất năm 2019.